mang đến bởi Honda Việt Nam. Vui giao thông. Tập 14, món tàu phớ nổi danh băng qua đường sắt an toàn. Giáo sư ơi, đây là Minchu, bạn mới của chúng cháu. Chúng cháu đã hướng dẫn cho bạn ấy về quy định an toàn khu vực đường sắt rồi ạ. Các cháu giỏi lắm. Đây là bài học rất quan trọng. Và bác rất vui khi thấy Minchu đã nhận ra việc chơi đùa gần đường sắt có thể nguy hiểm thế nào. Hãy tiếp tục học hỏi nhiều điều khác cùng các bạn nhé. Ui, đây đúng là sự kiện trăm năm có một. Mà tớ nghĩ là bây giờ tớ phải đi rồi. Mỗi ngày vào tầm này, tớ sẽ đến quán ăn của cậu tớ ở bên kia đường ray và giúp cậu của tớ. Giúp đỡ là việc tốt, nhưng trẻ em không nên băng qua đường sắt một mình, trừ khi là trường hợp cực kỳ cần thiết thôi. Nhưng mà vì tớ phụ giúp nên cậu tớ hay thưởng cho tớ những bát táo phớ nổi tiếng của cậu. Táo phớ của cậu tớ ngon cực. Wow, nghe hay thật đấy. Chúng tớ có thể cùng đến quán ăn và giúp cậu của cậu không nên chứ? Táo phớ ngon nổi tiếng đấy Bo. Tớ thấy cũng cần thiết để chúng ta băng qua đường ray mà. Thật ra thì tớ nghĩ đây cũng là một dịp tuyệt vời để chúng ta chỉ cho Minchu cách băng qua đường ray an toàn. Ừ thì ý hay đấy Ben. Nếu buộc phải băng qua đường thì chúng mình cần phải tuân theo các quy định an toàn. Cậu nhìn nhé, để đi qua đường ray, các xe phải dừng trước rào chắn. Lúc này chúng mình phải tuân theo sự điều khiển của cô chủ nhân viên đường sắt để giữ an toàn cho mình. Khi đoàn tàu đi qua, chuông và đèn tín hiệu tắt thì chúng mình có thể qua đường. Được rồi, đi theo các cậu ơi. Từ từ đã, đừng vội. Nơi tụi mình đứng lại không có rào chắn. Cậu nói đúng nhở? Vậy giờ phải làm sao đây? Trước tiên, mình phải lắng nghe xem có chuông cảnh báo hay tiếng đoàn tàu không. Sau đó, để đảm bảo an toàn, chúng mình phải luôn nhìn sang trái rồi sang phải trước khi băng qua đường ray nữa. Nếu đoàn tàu đang tới, thì mình đứng xa khỏi đường ray ít nhất 5 mét và chờ đoàn tàu đi qua. Các phương tiện giao thông cũng phải như vậy. Bây giờ tụi mình băng qua thôi. Tớ chỉ cho nhé. Các cậu lấy một bát tàu phớ, sau đó cẩn thận mang đến bàn đã được. Này các cậu, tớ có ý này. Thay vì chỉ một ly âu, tớ có thể được thưởng hai bát tàu phớ nếu tớ có thể đưa nhiều hơn lần số bát tàu phớ không? Tớ có thể đưa gấp 3, gấp 4 cậu cơ. Khó chúng tớ cả. Làm tốt lắm các chàng trai. Các cậu xứng đáng được thưởng hai bát tàu phớ. Yeah. Món tàu phớ này ngon thật đấy. Tớ nghĩ là tớ có thể ăn nó suốt ngày cũng được. Wow, hôm nay vui quá các cậu ơi. Tớ còn được học các quy định an toàn khi băng qua đường sắt nữa chứ. Đây, tớ có một món quà nhỏ dành cho cậu đây. Cậu nhớ đọc và học thật kỹ các kiến thức trong này nhé. Ngoài việc băng qua đường ray an toàn ra, chúng mình cũng còn rất nhiều quy tắc an toàn khi tham gia giao thông phải nhớ lắm đấy. Ôi, các cậu đã chỉ cho tớ về các quy tắc an toàn rồi, còn tặng sách cho tớ nữa. Cảm ơn các cậu nhiều nhé, chắc chắn là tớ sẽ đọc nó. Wow. Ôi, các cậu ơi, nhìn kìa. Nhanh lên các cậu. Tạm biệt Minchu, chắc chắn chúng mình sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt. Nhớ nhé các bạn. Bạn ơi, khi mình cần đi qua đường ray, nhớ đứng yên đợi tín hiệu an toàn nha. Lúc không có giao và chuông không reo, rồi nhìn hai bên, cẩn thận ta đi qua. Thank you.
Honda Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.